Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của anh Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, thì bên em hiện nay đang về rất nhiều mẫu Hyundai i10, các bản hatchback này quý anh chị bạn nhé. Và hôm nay em lên sóng quay cho quý anh chị bạn một mẫu. Đó là chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2014 với động cơ 1.0 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc đấy, tôn vỏ cực kỳ ok, cũng như là động cơ 1.0 của nó thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Và em này thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 195 cho thôi, bao rút hồ sơ. Đấy, hỗ trợ vận chuyển các bác ở tỉnh lân cận Hải Phòng. Em này sơn si của nó mang lớp sơn màu trắng ngọc trinh các bác nhé, trắng ngọc trinh đấy. Đấy, tất cả khe hở mắt đèn của nó rất là sáng trong. Và hiện tại biển kiểm soát em nó mang biển tư nhân, biển Thanh Hóa 36A63383 các bác nhé. Đấy, sơn si bên ngoài thường như là đẹp nét căng rồi các bác, không phải làm tất cứ một tí gì cả, không một vết xước nào cả đấy, một màu trắng ngọc trinh, không một vết mũi đốt. Đấy. Thì phần cản trước nối với thân vỏ mọi thứ dường như khe hở rất là đều rồi, đẹp các bác nhé. Mắt đèn của nó cũng cực kỳ là trong. Đấy, mắt đèn của nó cực kỳ là trong luôn, đèn zin theo xe. Đấy, hai bên nó rất là ok. Nó có một vài hiện tượng hao mòn thời gian. Nó hao mòn thời gian nhưng mà hai mắt đèn nó vẫn là mắt đèn zin các bác nhá. Em này thì đã bản thiếu, đã nâng lên hệ thống gọi là la răng đúc cũng như là đèn gầm đầy đủ các bác ạ. Em này hiện tại đang kiểm dài tận tháng 11 năm 2022, đang kiểm rất là dài. Thế thì thân vỏ, tôn vỏ bên ngoài em sẽ đi qua vòng cho quý anh chị bạn tiện tham khảo, tiện ngắm qua em nó này. Hệ thống la răng đúc này, cũng như là phanh đĩa bánh trước này. Em này thì nó không có phanh ABS các bác nhá. Em này thì nó không có phanh ABS. Và hệ thống tôn vỏ của nó bên ngoài này chưa một chỗ nào gọi là cong vênh méo mó gồ ghề gì cả, rất là đẹp. Phần cản sau nối với thân vỏ cũng thế. Cái khe hở của nó rất là đều. Khe hở nó cực kỳ đều luôn các bác ạ. Đấy, chưa chỗ nào gọi là nó có hiện tượng nắn bóp. Cực kỳ đẹp luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng sau của nó cũng thế. Tuy nhiên hiện tượng hao mòn rất là ít các bác nhá. Tương đối đẹp. Còn nguyên tem mác nhãn hiệu của Hyundai i10. Năm nay trang bị đầy đủ cả hệ thống camera lùi rồi. Đấy. Rất là tiện lợi. Nó tạo cảm giác các bác nào mà mới lái đấy, lên có camera lùi này, lái lùi cực kỳ tự tin luôn. Cánh cửa bên này đóng chưa khít các bác này. Cánh cửa bên này đóng chưa khít này. Tay nắm cửa em này cũng được ốp lớp mạ chrome, gọi là chống xước, cực kỳ ok bác nhá. Đấy thì thân vỏ bên ngoài rồi, đường gân xe của nó thẳng tắp các bác nhá. Kể cả đường cong uốn lượn ở dưới cái phần thân xe này nữa. Nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó vẫn còn nguyên cái đường cong của nhà máy, chưa hiện tượng gò nắn gì cả. Tất cả cánh cửa thì đóng vào rất là khít rồi, đường gân xe rất là đẹp. Thì xung quanh tôn vỏ em này phần tôn cô lốp các bác nhá. Tôn cô lốp của nó này hoàn toàn không hiện tượng nào gọi là han gỉ hay mối mọt gì cả đấy, cực kỳ đẹp luôn. Kể cả phần hộp sàn này của nó này cũng không một chút nào gọi là chuẩn bị có hiện tượng mối mọt gì cả. Sơn lớp sơn chống thấm và chống han gỉ rồi. Bản lốp em này nó được mới được khoảng tầm 90% các bác nhé. Còn tôn vỏ cua lốp phía trên bên lái các bác này, tất cả lò xo của nó này, những lỗ đinh tán lỗ kỹ thuật của nó hoàn tròn vo đấy, chưa chỗ nào gò nắn lại cả, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu Hyundai 10 nhỏ gọn hatchback cực kỳ tiện cực kỳ tiện lợi cho các bác nào mà đang sinh sống làm việc tại những khu đông dân cư hay là hay qua lại những cái khu vực đường giờ cao điểm đấy, nó tắc đường này các bác đi một luồn lách cực kỳ dễ luôn, hay là những cái ngõ ngách nhỏ hẹp các bác công tác vào những cái khu đường đấy thì đi những em này cực kỳ thoải mái luôn, hay mua về đi gia đình đấy, đưa đón con cái đấy học cũng cực kỳ ok các bác nhé. Che nắng che mưa nó cũng thay thế một chiếc xe máy. Tổng quan phần khoang nội thất của em này thì nó được bọc lớp ghế da màu đen, có kết hợp một chút màu kem bơ, cực kỳ đẹp luôn. Này nó tạo cảm giác khoang nội thất cực kỳ là sang trọng các bạn ạ. Còn đây mặt tắp ly của nó này, mặt tắp ly phía bên canh lái này, thì tất cả phím khiển nó cũng tích hợp trên gọi là mặt tắp ly này, như tất cả mẫu xe ô tô bình thường. Và em này gương kính chỉnh điện các bác nhé. Gương kính thì chỉnh điện này, mọi thứ dường như mặt tắp ly hiện tượng hao mòn rất là ít. Và keo chỉ của nó đây, keo chỉ cánh lái hoàn toàn nguyên zin các bác nhé, không mất phần keo chỉ nào cả. Để kiểm tra xem nó có vết tổ gò nắn nó không các bác này, nó không tạo vết gãy vết gấp nào cả đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả con ốc bản lề của nó các bác chưa ra một ốc nào cả đấy, chưa có dấu hiệu ra bất kỳ một ốc nào cả. Cái dòng tôn vỏ của dòng Hyundai i10 dòng nhập Ấn này nó cực kỳ là cứng cáp các bác nhé, có tôn vỏ nó nghe tiếng tôn nó kêu rất là đanh đấy, cực kỳ là ok. Còn đây là phần mặt tắp ly của cánh sau bên lái các bác này. Mọi thứ vẫn còn ổn áp, chưa mất phụ tùng phụ kiện nào, chưa có phụ tùng phụ kiện nào thay thế cả. Tất cả mọi thứ dường như là rất ok, keo chỉ nguyên zin.
hai hàng ghế sau của nó cũng thế này, tương đối là rộng rãi. So với dòng hatchback thì cái dòng e-mail này nó tạo cảm giác ngồi trong khoang nội thất của nó cực kỳ là rộng rãi các bác nhá. Chân của nó cũng rất là cao. Đấy, chân thì chân của nó là chân nguyên bản, chân nỉ này, cũng như là bọc lớp túi ni lông bảo vệ nó có cái chân này nó không bị bẩn. Và sàn em này sàn da sạch nếp căng rồi các bác này, sàn da cực kỳ là sạch sẽ. Còn về cái phần cốp đít của em nó này, xem nó để nó như những mẫu hatchback bình thường, như chiếc xe Hyundai i10 bình thường, còn nguyên bộ giá nỉ này này. Chẳng qua là nó rơi xuống anh em bên em dọn rửa là chưa kịp lắp lên. Thôi thì cứ để tạm nó để cũng được các bác nhá. Đây keo chỉ phần đường máng nước các bác này. Tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật này, mối hàn của nó còn nguyên zin, nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, chưa bấm lại cái đinh nào cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên zin này. Ốc nắp cabo là còn, ốc nắp cốp nó còn nguyên zin các bác nhá. Đấy. Đường máng nước của nó ạ. Tất cả cái lỗ đinh tán của nó này hoàn toàn không có hiện tượng gò nắn hay là bắn lại cái đinh nào cả. Thì keo chỉ của em này em cam kết các bác là zin nhá. Từ phần cốp đến phần keo chỉ phía lái là zin rồi. Đấy. Những cái chỗ mà em đã quay qua thì hoàn toàn còn nguyên zin. Đấy. Chưa có mất phần keo chỉ nào, chưa bấm lại một cái đinh nào cả. Còn đây là phần gầm của nó các bác này, tôn gầm của nó này. Tôn gầm, tôn sàn đấy ạ. Mọi thứ này cũng được sơn lớp sơn màu trắng thôi. Nó phủ lớp sơn màu trắng, nó tạo cảm giác là nó rất là sáng con xe. Cũng như là nó có một cái lợi là nó chống được, chống ngấm nước, để chống han gỉ đó các bác. Và hệ thống kích lốp lốp sơ cua đầy đủ các bác nhá. Hệ thống kích lốp lốp sơ cua đầy đủ. Cái cốp này để tương đối nhiều đồ. Đấy, thêm cái giá kia nữa các bác để đồ dùng cá nhân cực kỳ ok. Còn đây là phần gầm của chiếc xe của biển Thanh Hóa các bác nhé. Gầm không có vết chảy xước nào cả, không có vết chảy xước nào mà cũng không có hiện tượng nắn bóp nào cả, cực kỳ đẹp. Toàn bộ hệ thống gầm cực kỳ là sáng, từ cổ bô tất cả mọi thứ này, chưa có mối hàn nào khác lạ cả. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Lò xo giảm sóc tất cả thứ này dường như là nó không có hiện tượng han gỉ gì các bác nhé. Hình như nó không có hiện tượng han gỉ gì cả. Đây các bác này, tất cả phần tôn vỏ, tôn gầm ở hai bên cua lốp này, mọi thứ của nó đẹp nét căng luôn. Đấy, các bác mua sẵn về chỉ việc đổ xăng thay dầu là mình có thể lăn bánh rồi. Còn cái giá 195 triệu này bên em đề xuất bán ấy là cái giá nó còn thương lượng cho các bác thoải mái nhé. 195 triệu là bên em bao rút sơ và hỗ trợ vận chuyển, giá cả vẫn còn thương lượng. Đấy, em báo rất là chuẩn cho các bác luôn. Có khi lãi một vài triệu thôi là của em cũng để cho em nó theo các bác về làm vợ ngay, về làm dâu nhà các bác ngay. Đấy, cực kỳ thoải mái. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, cánh cửa đóng rất là chắc tay. Đấy, cánh cửa đóng rất là chắc tay các bác này. Hiện tại mang biển tư nhân Thanh Hóa đấy. Các bác nào mà ở tỉnh khác mà muốn về tên chính chủ thì bên em sẽ hỗ trợ công việc rút hồ sơ, cũng như là cái việc ra tên. Nếu các bác ngại thì bọn em sẽ phục vụ các bác tận tình luôn. Đấy, ra tên bấm biển cho các bác. Còn chi phí cái ra tên đóng thuế đấy thì các bác phải, bên khách hàng phải hoàn toàn phải chịu cái phần chi phí đấy ạ. Chỉ bên em bán xe là chỉ trách nhiệm mỗi cái phần rút hồ sơ thôi. Đấy, báo chuẩn trên video cho các bác tham khảo luôn. Đấy, cánh cửa đóng là chắc. Mặt táp ly của nó các bác, mặt táp lô của nó này, những cái vân sần của cái phần nhựa mà mang nước sơn màu camber nó còn nguyên zin các bác này, chưa một vết chảy xước. Và tổng quan của nó rất là sạch sẽ này, ngay cả khoang cốp này này. Cái này thì được nuôi một em thú cưng. Đấy, một chú chó chứ cũng rất là đáng yêu. Nói chung là mặt táp lô của nó là cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Vân sần nổi rất là đẹp luôn. Tất cả phần ốp cột của nó này, tất cả phần ốp cột của nó là cực kỳ nét các bác nhá. Cái vân sần của nó nổi rất là đẹp luôn. Mọi thứ này, mặt táp lô thì hoàn toàn không có hiện tượng gì gọi là chảy xước. Đấy, còn vô lăng của nó xuất hiện một vài dấu hiệu hao mòn ở phím còi các bác nhá. Hai cái tay mình đặt liên tục trên đây là cái phím còi nó dễ bị hao mòn. Đấy, thì em này là bản thiếu cho nên là nó không được tích hợp cả hệ thống gọi là những phím điều khiển. Đấy, vô lăng của nó cũng bọc lớp bao da, trong cái phần của vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Thì em này trang bị đầy đủ hệ thống camera lùi cũng như là màn hình giải trí của nó, màn hình MP5 Full HD. Nó tích hợp với một cổng nối USB và thẻ nhớ các bác nhá. Đây cổng nối USB ạ và thẻ nhớ ở trên ạ. Đấy, cực kỳ ok luôn. Mặt táp lô của nó cực kỳ sạch sẽ. Vô lăng củ số là củ số các bác này, củ số nó còn nét căng các bác nhá, rãnh củ số rất là sâu. Và hiện tượng hao mòn ở cái hiện tượng tay phanh là dường như là không có, rất đẹp luôn. Và tất cả những cái hốc để đồ này, để đồ cá nhân này, cốc nước mọi thứ này của nó vân sần còn rất là đẹp. Bộ ghế da thì hoàn toàn chưa một vết rách các bác nhá.
bộ ghế da chưa một vết rách. Đấy, tuyệt vời luôn. Cánh cửa đóng rất chắc tay. Đấy, bác nào mà mua những em này về đi thì cực kỳ ok luôn. Nó tiết kiệm nhiên liệu. Cái động cơ 1.0 của dòng Hyundai M nó mức tiêu hao nhiên liệu của nó đâu đó khoảng 5,5 trên 100 km các bác nhé. Tôn vỏ của dòng nhập ấn thì cực kỳ ok rồi. Giờ em sẽ quay luôn phần khoang động cơ cho các bác tiện quan sát về chiếc Hyundai M đời 2014 này. Kiểm tra cái phần khoang động cơ của nó xem, nó xem nó được như thế nào. Có gì em sẽ báo chuẩn trên video cho các bác tham khảo luôn. Odo của nó 12 vạn các bác nhá. Odo của nó 12 vạn này. Đấy. Em này thì nó không có túi khí, không có phanh ABS, đấy, không có xi nhan tích hợp chân gương. Nói chung nó bản thiếu được, thiếu rất nhiều thứ. Nó không được những cái bản đủ đâu. Cửa nào tiền nào của đấy các bác nhá. Bản đủ cái dòng 2014 này các bác có thể dầm nhô 220 thì các bác có thể mua được cái dòng 2014 này ạ. Còn em này chỉ có giá 195 triệu thôi. Còn đây là khoang động cơ chiếc Hyundai i10 này các bác này, đời 2014 đây. Khoang động cơ của nó thì được vệ sinh qua rồi. Nó phủ lớp dầu hỏa rồi, cực kỳ là sáng bóng sạch sẽ. Và hiện tượng han gỉ cũng như là gỉ dầu là dường như là không có các bác nhá. Đấy, một số con ốc của nó thì nó ngả màu. Nhưng ốc này nó không ảnh hưởng gì, nó chỉ là cái phần motor thôi. Đấy. Còn ốc chân máy của nó còn nguyên zin các bác nhá. Bác mua xe phải quan trọng nhất các phần ốc chân máy là. Còn tất cả những con ốc khác mình không để ý nhiều lắm làm gì. Ốc chân máy nó còn nguyên zin này. Keo mặt máy nó còn nguyên zin các bác này. Keo mặt máy còn nguyên zin này, cực kỳ ok luôn. Máy số keo chỉ dường như là còn nguyên zin tất cả mọi thứ các bác nhá. Khoang máy của nó thì máy nổ rất là êm luôn, hiện tượng rung lắc rất là ít các bạn. Hiện tượng rung lắc của nó rất là ít luôn. Đấy. Có một chút mới ít thôi. Rất là êm. Và khoang máy của em này thì nó cực kỳ là khô ráo các bác nhé. Hoàn toàn không hiện tượng gì dầu gì cả, mộc mạc. Còn đây tổng thể phần đầu răng của nó này. Mọi thứ này dường như rất ổn áp. Nắp capo chưa ra các bác nhé. Nắp capo chưa ra. Thì keo chỉ của nó thì không lý do gì mà để mất cái keo chỉ nào cả đấy. Hoàn toàn nguyên zin các bác này. Cực kỳ đẹp luôn. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin. Tất cả phần ủ giảm tốc của nó, những lỗ đinh tán này, lỗ kỹ thuật còn tròn vo vuông đét, chưa có chỗ nào gọi là gò nắn lại cả. Hay là phần đầu răng bên phụ này nữa các bác này. Nhìn sâu sâu trong bên hốc kia này, mọi thứ đây còn zin nguyên bản theo xe, cực kỳ ok luôn. Đấy. Với cái động cơ 1.0 này, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai i10 đời 2014 với phiên bản nhập Ấn Độ này, động cơ 1.0 này, thế nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Đấy thì giá cả vẫn còn thương lượng thoải mái cho các bác. Và bác nào xem qua video của em hãy để cho em xin một lượt đăng ký, bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về. Vâng, địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị và bạn mà đã xem video của em. Hay là bác nào mà có thời gian rảnh nên ra trực tiếp chợ ô tô của em xem xe tận mắt cũng như đi và cảm nhận thử đấy. Nó trực tiếp, nó thực tế hơn thì rất là ok các bác nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị các bạn. Hẹn gặp lại quý chị bạn ở video sau ạ.